Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bếp Củi TV. Hôm nay hai mẹ con mình vào bếp xin giới thiệu các bạn cái cách để mà chúng ta thắng làm cái nước màu để chúng ta có thể kho cá hoặc kho thịt cho nó hấp dẫn hơn nha các bạn. Nguyên liệu của mình là có nửa cái đường và tây dừa. Bây giờ mình đổ nước dừa vào đây. Nửa cái đường thì mình dùng 150ml nước dừa nhé. Bây giờ mình đổ đường vào đây ha. Bây giờ mình bật bếp lên. Thắng nước màu này á, mình dùng một cái chảo dày dày chút xíu ha, để cho cái nước màu của mình nó không bị chảy. Đường nó ra thì mình cứ lắc qua lắc về thôi, mình đừng có cho đũa vào ha. Đó, mình cứ lắc, mình lắc. Khi nó sôi nó lên nước đường ra là mình cứ lắc thôi. Mình thắng nước màu này để mình để dành lúc nào mình kho cá hay là mình kho thịt để gì á, hoặc là mình nấu món gì mà cần nước màu là mình sẵn, nó có sẵn. Bệnh việc gì mình thắng một lần thôi là mình để dành, mình xài cho được mấy tháng nhé. Rồi nước nó ra này, bây giờ mình cứ lắc qua lắc về thôi, mình đừng có cho đũa vô nhé. Mình chỉ lắc thôi chứ mình không có dùng một chiếc đũa hay là một cái thìa gì vào đây hết nhé. Mình làm sao cho đường mình nó tan ra hết. Nhìn mọi người nhìn thấy cái chảo của mình không, nhìn đẹp không, bắt đầu đó nó ra màu lắm. Nhưng mà mình cứ để cho nó tan đường hết nhá, đừng có cho đũa gì vào đây. Mình phải lắc đó, mình lắc đó, thấy chưa? Mình lắc nhìn cái chảo mình đó, đừng để nó cháy. Mọi người nhìn thấy không? Khi mà mình thấy nó còn cái dính đường này, mình phủ nó, mình chấn chấn nó ra. Đó, mình phủ giữ giữ những này này. Tắt tắt nó ra cho cái đường nó tan ra. Bắt đầu nó khi mà nó tan đường hết rồi á, đó là mình tắt bếp đi nhá, tắt đi. Còn mình là tan đường rồi đó, mọi người nhìn thấy cái nước màu mình này, này, này cái nước này này, đó mình thấy nó lên bọt tức là cái màu của mình nó ra này, đó nhìn đẹp không? Là mình tắt bếp đi ha, mình tắt bếp mình để chừng mấy giây á, đó bắt đầu mình đổ nước dừa vô ha, đó nhìn cái màu của mình này, ôi đẹp quá. Rồi bây giờ mình đổ nước dừa vô ha. Mình đổ từ từ thôi nhá, để nó văng nhá. Đó. Ủa nó thơm quá. Trời ơi nó thơm mùi nước dừa, vừa đường mà vừa dừa, nghe mùi thơm lắm mọi người ơi. Đấy nhìn cái màu mình này. Đẹp không? Lúc này mình hạ lửa nhỏ thôi, mình đừng có cần hạ lửa lớn lắm. Rồi nước dừa cho đường, nó gặp đường nó thơm, trời ơi thơm quá. Đấy, nó sắp quẹo lại đó. Mình cho chừng 2 phút thôi nha. Mình quẹo lại mình cho chừng 2 phút thôi. Đấy, nước đường của mình này, nó sắp quẹo lại đấy. Đó, nhìn đẹp không? Thơm cái mùi nước dừa. Đường nó vừa thơm rồi, nước dừa mình đổ vô á, nó thơm. Sau khi mình để 2 phút rồi thì mình tắt bếp nhé. Trong cái cách mình làm nước đường này, mình làm chừng 10 phút, hơn 10 phút thôi. Chưa tới 10 phút nữa cũng được nữa. Do là mình nấu nước đường nhiều hoặc là đường ít, ví dụ 1 kg là được 10 phút, còn cái này là mình làm chưa tới 10 phút nhé. Mọi người nhìn thấy nước đường mình này, đấy nó quẹo lại ngon không? Ôi mình cứ để dành trong hũ trong nhà mình là mình xài hết năm này cũng được, nó không có hư. Khi nó nguội á, nó quẹo lại nữa, nó quẹo lại bắt đầu mình cho vào hũ để lâu nó không có dính cục lại nhá, nó không có đông cứng đâu nhá. Tại vì mình làm kỹ này, là cái nước màu của mình rất là đẹp, mà mình khi mình kho cá lên là cái màu nước của mình cũng đẹp, mà thịt nó cũng đẹp. Thí dụ mình cần cái nước màu của mình nấu cái gì nó cũng đẹp nữa. Rồi mọi người nhìn thấy con này, qua wow, nó nguội rồi, vô nó dẻo quẹo không? Bây giờ mình múc ra chén cho mọi người coi nhá. Nó cũng mới bắt đầu nguội à. Bây giờ nhìn mình múc mọi người coi cái chén của mình này. Wow. Rồi nó dẻo, nước đường nó dẻo, nước màu nó dẻo, nó thơm mà nó bóng không? Màu của mình rất là đẹp. Là kho cá, kho thịt là tuyệt vời luôn. Mình múc ra đây cho nó nguội, lát mình đổ vào hũ nha. Đẹp quá, màu. Màu đẹp không? Vừa đẹp luôn á. Mọi người coi nha. Cái đường của mình nó quẹo đó.
quẹo xuống nó dẻo không, quẹo không, nhá, đẹp không, đấy, nó dí nó dẻo quẹo luôn á, thấy không? Bây giờ mình chỉ việc để nguội là mình cho vào hũ mình để dành ăn thôi. Dùng được bao nhiêu lâu rồi? Dùng cả năm trời cũng được nữa. Đó. À, nó như là đường vậy đó mà. Như nước đường mà mình thắng nước dừa rồi là nó để bảo quản lâu lắm. Nước màu mình thắng rồi ha. Khi mình để nguội rồi ấy, nó quẹo này nè mọi người này. Đấy, nó quẹo này này. Bây giờ mình dùng một cái hũ ha. Rồi bây giờ mình múc vô đây để mình để dành chừng nào mình ăn nhé. Mình để vào tủ mát. Mình thích lúc nào mình thích ăn, mình kho cá hay là mình kho thịt, hoặc là mình cần cái nước màu để mình làm gì đó là mình lấy ra mình làm. Okay. Đấy là người ta kêu, thường thường người ta bán ngoài chợ gì người ta bán, người ta kêu là kẹo màu, kẹo màu kho cá đó. Đúng rồi. Ngọt mà, y như kẹo vậy ha. Mà ngoài đường ngoài chợ thì mình biết người ta nấu làm sao, nhưng mà mình nấu này thì mình để dành nó được lâu mà nó không có phải đen như người ta ngoài chợ, có mình là màu cánh gián. Đôi khi không biết ta làm sao thì mình không biết, nhưng mà nó đen lắm. Đây các bạn nhìn thấy không, nó đen, cái màu nó sậm nhưng mà nó trong. Màu này màu cánh gián mà nó vừa bóng, cái nước của mình nó bóng đẹp không. Như vậy là mình thắng nước màu, mình cho vào hũ rồi đó nha. Mọi người nhìn thấy đẹp không? Đó, bây giờ mình để vào tủ mát nha. Mình khi nào mình ăn mình cứ lấy ra mình ăn từ từ vậy ha. Hồi nãy mẹ mình mới thực hiện xong cái nước màu để mà mình kho thịt với kho cá các bạn. Bây giờ thì mẹ mình sẽ thử nghiệm ngay với cái món là ba rọi kho tiêu nha. Ba rọi này là mình mua về, mình rửa muối, mình cạo sạch rồi, gừng muối, mình ngâm mình cạo sạch rồi ha. Giờ bắt đầu là mình cắt thịt thôi nha. Đây, mình cắt 1cm đi. Đó, mình cắt vừa, đừng có dày lắm mà đừng có mỏng lắm nha. Miếng thịt mình cắt như vậy thôi. Mình cứ tiếp tục cắt nha. Ở đây là mình có 400g ba rọi nha. Rồi, như vậy là mình cắt thịt xong rồi ha. Bây giờ mình chuẩn bị ướp thịt thôi nha. Ba rọi thì mình ướp đường trước ha. Bây giờ mình ướp trước 3 muỗng cà phê đường. 1 muỗng tiêu bột nha. Mình ướp vào đây trước. Đường mình ướp trước để cho lát hồi nữa bắt đầu là cái thịt của mình á, cái mỡ mình á nó trong nhá. Thay vì là người ta có người nhiều người ta phơi ngoài nắng nữa. Nhưng mà mình cũng không cần phơi, nhưng mà ướp cỡ 30 phút đi cho cái nước đường, cái đường của mình nó thấm trong cái mỡ này, là lát mình ăn nó quyện vào mà nó ngon, mà cái mỡ mình nó trong. Nhìn thấy cái thịt mình nó ngon ha. Thịt mỡ, thịt ba rọi nó hợp, nó hợp với đường. Đường mình ướp ở đây là cái thịt mỡ của mình á, cái miếng thịt của mình nó này, lát nó trong mình kho ăn nó béo mà nó thơm cái thịt ha. Rồi, mình trộn mình để đây, mình có thời gian mình cứ để 30 phút đi ha. Rồi bây giờ mình làm nước sốt để lát mình kho thịt ha. Ở đây mình cho 2 muỗng nước mắm, 2 muỗng canh nước mắm. Một muỗng cà phê xì dầu và một muỗng cà phê bột nêm. Đường mình thắng màu ra rồi. Bây giờ mình cho vô mình kho thịt ha. Để coi nồi thịt mình có ngon không nhá. Mà mình thắng màu thì nhìn thấy ngon rồi đó. Nhưng mà khi mình kho coi nó có ngon hơn nữa không ha. Ồ, dẻo ghê chưa. Bây giờ mình cho vô đây nửa muỗng. Cho vào đây. Ở đây có một ít hành phi và ít hành củ đầu hành băm á, mình cho một nửa này nửa kia vào ha. Và mình cho một ít ớt băm nhé, tại vì nhà mình ăn cay được thì mình thích ăn cay thì mình cho ớt băm vào, mà còn ai không thích thì thôi nhé, chỉ ăn tiêu thôi nhé. Nước, ôi nước đường mình nó quẹo, nó dẻo luôn á, cho vào đây rồi vẫn quẹo này. Rồi bây giờ mình để một bên đây ha. Mình coi thịt mình 30 phút rồi bắt đầu mình xào thịt nha. Bây giờ mình đặt một cái chảo lên ha.
Khi mà dầu nóng sôi cho chiếc đũa này, đôi đũa mình mà cho vào là cái nó cứ lăn tăn theo đôi đũa mình là mình cho hết mỡ hành này luôn nhá. Xào lên cho cái hành mình nó vàng, nó thơm lên, mình phi lên. Khi mình nghe hành mình nó thơm lên rồi, đấy nó thơm nó vàng rồi, bắt đầu mình cho cái thịt nãy mình ướp ra được gần 30 phút rồi, bây giờ mình cho mình xào luôn ha. Mình xào cho cái thịt mình nó săn lên nhé. Thịt mình ướp đường trước 30 phút, bây giờ cái thịt mình nó trong ngay chưa? Đó, cái thịt mỡ mình nó trong nhỉ? Đó, nhìn thấy trong ghê không? Bây giờ mình xào xong rồi ha, thịt mình đã săn ngon rồi đó. Bây giờ mình tắt bếp nhé, để mình đổ qua nồi đất để mình kho nhá. Ở đây mình cho thêm một muỗng canh đường nữa nhé. Rồi sau khi mình xào thịt cho nó săn rồi á, bây giờ mình đổ vào nồi ha. Đậy nắp lại cho nó sôi, bắt đầu mình lại trộn đều tiếp. Rồi khi nó sôi thì mình trộn cho nó đều ha. Nó đều nồi thịt. Rồi mọi người nhìn nồi thịt mình ngon chưa? Bắt đầu nó sôi lên nó thơm rồi đó. Cái màu thịt của mình cũng ngon nữa. Rồi mình đậy nắp lại tiếp ha. Thịt này là mình kho, mình không có cho nước nhá. Tự nó ra nước và tự nó rặt lại để cho nó sệt sệt để cho nó ngon nhá. Đó. Lâu mình mở nắp ra mình trộn cái thịt mình cho nó đều, nó thấm với cái nước sốt của mình ha. Đấy, mọi người nhìn thấy cái nước màu của mình đẹp không? Cái thịt mình kho cũng đẹp, mới vừa rồi mình mới trình bày cho mọi người coi cái clip mình thắng nước màu á. Bây giờ mình kho thịt tiếp luôn á, nhìn màu nó thơm ghê á. Bây giờ mình đậy nắp lại, mình hạ lửa nhỏ lại nhá, cho nó riu. Wow, ôi coi cái nồi thịt mình này, ngon chưa mọi người? Thịt mình phải là gần chín rồi nha. Bây giờ mình cho mấy lát hành lên, hành tím lên, xong mình cho mấy trái ớt lên nhá, mình rắc tí tiêu lên luôn, rồi mình cho hành lá lên. Rồi, những nồi mình ngon không? Như vậy là cái món thịt kho tiêu của mẹ mình đã thực hiện xong rồi các bạn. Mời các bạn cùng thưởng thức với mẹ mình nhé. Mời mọi người cùng ăn mình nha. Ăn cơm luôn nha mọi người, này ăn cơm. Đây, ăn cơm. Đẹp chưa? Hồi nãy mẹ mình lấy cái nước đường đó, nước đường màu đó các bạn, làm thành màu á để kho rất là ngon. Rồi đây. Trời, cục thịt này, coi cái thịt mình thấy không? Mình đã nhìn cái màu khác rồi. Bày cách cho mọi người làm là cái mỡ của mình nó trong lắm đó, nhìn cái khúc mỡ mình đâu đó, mình ướp đường á, ướp trước nửa tiếng là cái mỡ mình nó trong, nó bùi béo ngon lắm. Và cái này mình ăn với bí đao rất là hợp rồi. Khó lột mà. Ở đây nó có cái nước ha, đây nó có nước này bạn. Thấy không, này chấm tự lao bí đâu, chấm với bí ha, chấm bí ngon lắm. Rồi bí này không quên chấm á. Ngon quá. Ngon. Kiểu này bữa cơm này làm nhiều người nhớ quê lắm. Có tổ ha. Ăn cho ớt. Đẹp ha. Tiêu nữa đúng không? Thịt kho tiêu. Nhưng mà thơm lắm. Thích cho ớt thêm nó cay hơn. Cái màu đẹp ha. Nhờ cái nước màu. Nước màu á. Các bạn nhìn nè. Nó chấm ha. Thơm lắm các bạn. Quả ha. Ngon quá. Bí xanh ăn rất mát, rất tốt. Người thì thích gọi bí xanh thì gọi, mà người gọi là bí đao thì gọi ha. Và cái thịt này mẹ mình hồi nãy mẹ có xào trước đúng không? Có nó xanh lại luôn. Xanh lại đúng không? Xanh lại các bạn. Trước khi mình ướp mình xào xào đi ha mọi người. Nhìn cái cục mỡ này các bạn, nó không có, nó trong ha, mà nó không có bị ngán nữa các bạn. Trong luôn. Ăn rất là ngon. Cái da này cũng vậy này các bạn nào. Cái da này. Đẹp chưa? Mọi người nhìn thấy không? Cái nước màu của mình mới vừa thắng xong đó. Mình làm luôn, mình thực hành luôn cho mọi người nhìn luôn ha. Mình chúc các bạn vào bếp và thực hiện cách thắng nước màu bằng nước dừa này thành công nha. Chúng ta có thể áp dụng vào để kho cá cũng như kho thịt rất là thơm ngon các bạn.
Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký để ủng hộ hai mẹ con mình, để hai mẹ con mình có động lực làm những món hấp dẫn hơn, ngon hơn để gửi đến các bạn trong những thời gian sắp tới nha. Xin chào các bạn, bye bye. Xin chào mọi người nha.